Theo dự báo bão ngày 6 tháng 9 của các tổ chức quốc tế và quan sát trên ảnh mây vệ tinh hồng ngoại, có thể thấy mắt siêu bão Sobayaki vẫn đang cực kỳ sắc nét với đối lưu xung quanh tâm bão diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Theo trung tâm cảnh báo bão liên hợp Mỹ, gọi tắt là JTWC, sức gió của bão đã mạnh lên lại 240 km/h, giật 280 km/h trong những cơn bão mạnh mắt bão có đặc điểm là quang mây và gió nhẹ bao khắp xung quanh là một thành mắt bão cao và đối xứng với những cơn bão yếu mắt của chúng thường kém sắc nét và có thể bị che khuất bởi khối mây trung tâm dày đặc một vùng mây dày cao hiển thị rõ trên ảnh vệ tinh Sáng ngày 6 tháng 9, quan sát trên ảnh mây vệ tinh hồng ngoại có thể thấy rõ dê hoàn lưu xa phía tây của siêu bão đã bao trùm gần như là toàn bộ khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Trung Bộ và một phần ven biển đất liền các tỉnh phía Bắc và Bắc miền Trung Việt Nam. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia mới đây đã đưa ra hai kịch bản nhận định về hướng đi của siêu bão Yaki. Theo đó ở kịch bản 1, ông Lâm cho rằng khoảng 70 tới 80% siêu bão Yagi sẽ đi qua eo biển giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam Trung Quốc rồi vào vịnh Bắc Bộ và đất liền nước ta. Còn ở kịch bản 2, theo ông thì vẫn có khả năng 20 tới 30% bão Yagi sẽ đi lên bán đảo Lôi Châu và đi vào phía đất liền Trung Quốc. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão Jaki vào khoảng 19,2 độ vĩ Bắc, 112,7 độ kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía đông đông nam cách Quảng Ninh khoảng 620 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, 184 tới 201 km h giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km h Đến 4 giờ ngày 7 tháng 9, bão Cha Ghi cách Quảng Ninh khoảng 160 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. 16 giờ ngày 7 tháng 9, tâm siêu bão Yaki trên đất liền khu vực phía đông bắc bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 8, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần. Cơ quan khí tượng phát bản tin mới nhất vào chiều ngày 5 tháng 9 cho thấy bão số 3 Yaki vẫn duy trì cấp siêu bão cấp 16 với sức gió khoảng 200 km trên giờ trên biển đông. Dự báo khoảng trưa thứ Bảy ngày 7 tháng 9, bão đầu bộ trực tiếp đất liền miền Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát bản tin khẩn cấp cho biết, đến 13 giờ chiều nay ngày 5 tháng 9, vị trí tâm siêu bão số 3 bão Yagi trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 460 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, 184 tới 201 km trên giờ, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km trên giờ. Dự báo tác động của bão, trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15, cấp 16 giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ khoảng trưa ngày 6 tháng 9, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ đêm ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Nước dâng sóng lớn Khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7-9 m vùng gần tâm siêu bão 10-12 m biển động dữ dội. Từ trưa ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ Cô Tô, sóng cao 2-4m, sau tăng lên 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 6-8m. Từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao 2-3m, sau tăng lên 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và nước dâng hoặc rút do bão. Mưa lớn Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 tới 350 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý do vùng mây rông rộng cả nghìn km nên vùng ảnh hưởng trực tiếp, gió cấp 6 trở lên kèm mưa lớn, bao trùm toàn bộ miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình cần đề phóng nguy cơ xảy ra rông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. 14 giờ chiều nay ngày 5 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai với các bộ ngành địa phương để triển khai các công tác ứng phó với bão số 3. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 22 giờ tối ngày 5 tháng 9, tâm siêu bão Yagi bão số 3 đang cách đầu hái Nam Trung Quốc khoảng 315 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, 184 tới 201 km/h, giật trên cấp 17. Tổng cục khí tượng thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng, vùng gió mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 250 km, vùng có gió mạnh trên cấp 10 khoảng 150 km, vùng có gió mạnh trên cấp 12 khoảng 80 km xung quanh tâm bão. Đơn vị này cũng cho biết các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định bão số 3 tiếp tục duy trì cấp siêu bão từ cấp 16 trở lên cho đến khi vào đến vùng ven biển phía đông đảo Hải Nam. Sau đó bão số 3 di chuyển vào vịnh Bắc Bộ sẽ suy yếu và khi ảnh hưởng đến đất liền thì cường độ có khả năng tiếp tục giảm. Dự báo của Mỹ nhận định siêu bão Yagi khi vào vịnh Bắc Bộ cường độ mạnh cấp 15 còn khi tiếp cận bờ mạnh cấp 13, cấp 14, vùng ảnh hưởng trọng tâm từ Quảng Ninh cho đến Hà Tĩnh. Còn dự báo của Nhật và Trung Quốc cũng có chung nhận định siêu bão Yagi khi vào vịnh Bắc Bộ cường độ mạnh cấp 13, cấp 14, còn khi tiếp cận bờ mạnh cấp 12, cấp 13, vùng ảnh hưởng trọng tâm từ Quảng Ninh cho đến Ninh Bình. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng đêm ngày 6 tháng 9, bão sẽ vượt qua khu vực phía Bắc đảo Hải Nam, di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Khoảng chiều đến đêm ngày 7 tháng 9, bão di chuyển vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ, sau đó di chuyển sang phía Tây Bắc Bộ, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển các tỉnh thành từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Nam Định, cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Từ đêm ngày 6 đến sáng ngày 9 tháng 9, ở khu vực các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, khu vực Đông Bang Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội và Thanh Hóa, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 tới 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến 100 tới 150 mm. Từ chiều ngày 7 đến hết ngày 8 tháng 9, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 tới 200 mm. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La 150 tới 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng cần đề phòng nguy cơ xảy ra rông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng tại các tỉnh vùng núi, đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, các khu đô thị, đặc biệt các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Tổng cục khí tượng thủy văn lưu ý, trường hợp lưỡi áp cao cận nhiệt đới rút nhanh ra phía đông, xác suất 20%, bão số 3 sẽ di chuyển lệch nhiều lên phía bắc, đi qua khu vực đảo Lôi Châu, ảnh hưởng khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc tại việt nam khu vực chịu tác động chính sẽ là vùng biển vĩnh bắc bộ đất liền sẽ là các tỉnh thành quảng ninh hải phòng các tác động về mưa gió sẽ giảm đi đáng kể